Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với DeFi Discussion. Và tập tuần này thì chúng ta lại có cơ hội để ngồi xuống trò chuyện với nhau về những câu chuyện cũng như là những cái chủ đề thú vị xoay quanh thị trường DeFi. Và vị khách mời của tập podcast tuần này là một vị khách mời đã quá quen thuộc với nhiều anh em đang nghe podcast rồi. Xin chào anh Poseidon. Ok, xin chào Nguyên và xin chào các bạn khán giả của DeFi Discussion. Rất vui khi lại được tiếp tục đồng hành đến em trong cái series hết sức là thú vị về crypto và DeFi này. Ok, thì chắc là không dài dòng nữa thì chúng ta sẽ vào luôn cái chủ đề của tập podcast tuần này. Một cái chủ đề mà mình nghĩ là nó không quá là bề nổi đấy, tức là nó không liên quan quá nhiều đến câu chuyện giá cả cũng như là biến động của thị trường, nhưng mà mình nghĩ là những cái thông tin của tập podcast tuần này thì nó vẫn đâu đó mang lại những cái giá trị, đặc biệt là về mặt thông tin cũng như là những cái góc nhìn nó liên quan đến cốt lõi của sản phẩm nhiều hơn. Và tập tuần này thì chúng ta sẽ dành ra để nói về những cái sàn giao dịch phi tập trung, hay còn được biết đến với cái tên gọi là Decentralized Exchange. Chắc là cái câu chuyện đầu tiên đi, chúng ta thấy là một tháng vừa qua thì rất là nhiều các cái thông tin liên quan đến sự chuyển dịch giữa thị phần của các cái sàn CX và DX, đặc biệt là khi mà thị phần spot của Binance nó đã có cái động thái sụt giảm nhất định, và đặc biệt là cái volume giao dịch của Uniswap thì thậm chí là nó còn vượt mặt Coinbase ở trong cái tháng vừa rồi. Vậy thì theo anh Poseidon thì đâu là nguyên do của cái sự dịch chuyển này, và điều đây nó chỉ là một cái xu hướng nhất thời hay là nó sẽ có thêm một cái giai đoạn kéo dài trong thời gian tới? Thì theo mình thì Uniswap nó vượt cái volume so với Coinbase hình như là cũng không phải là mới lần đầu, cũng lần thứ hai, thứ ba gì đó rồi, thì nó cũng là một cái việc mà nó cũng có nhiều tác động của cái bản thân của cái thị trường và của cái bản thân của Uniswap. Thì anh em thấy là sau cái sự kiện FTX thì những cái sàn set nó không còn được người dùng người ta tin tưởng như những cái thời điểm trước nữa, thì đa phần các cái nhà đầu tư mà người ta gọi là có một cái lượng tiền lớn ở trên thị trường thì người ta luôn chia tiền mình ra ở trên set, bản thân trên set nó cũng đã chia ra làm nhiều set khác nhau, rồi một phần người ta sẽ để trên desk để đảm bảo trên các cái ví phi tập trung á, để đảm bảo cái sự an toàn cho cái phần của mình. Và chính vì vậy thì khi mà cái tiền mà nó phân bổ như vậy á, thì để mà thuận tiện trong cái việc người ta giao dịch hay là người ta nắm bắt những cái cơ hội đầu tư á, thì chắc chắn là người ta có thể tận dụng thêm được những cái sàn desk như Uniswap hay là Pancake hay là SushiWap vân vân để mà người ta giao dịch cho nó gọi là thuận tiện. Khi mà hiện tại anh em thấy là phí giao dịch trên Ethereum và các cái layer 2 nó cũng đã rẻ hơn rất là nhiều rồi, thì chính vì vậy đây là một trong những cái nguyên nhân khiến cho cái thị trường của cái sàn tập trung ấy, nó bị phân mảnh khá là nhiều, nó bị phân mảnh ra và nó buộc phải chấp nhận là sẽ có một dòng tiền nó chuyển sang sử dụng những cái sàn phi tập trung. Thì đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai đó là các cái sàn tập trung á, thì nó thường xuyên phải đối mặt với những cái vấn đề về mặt pháp lý, ví dụ như là bị các cái cơ quan của Mỹ điều tra hoặc là bị thu hồi các cái giấy phép liên quan đến hoạt động của một số quốc gia nhất định. Thì điều này nó cũng cản trở cho cái sàn tập trung nó có thể tiếp cận với người dùng mới hoặc là giữ chân những cái người dùng cũ. Nói chung là thậm chí như Binance đi, thì ở một số quốc gia thậm chí người ta còn không thể giao dịch future với Binance nữa, thì cái này nó cũng gây khá là khó khăn cho các cái sàn tập trung. Trong khi đối với cái sàn phi tập trung thì bởi vì cái lý do là chúng ta không cần phải KYC, tức là chúng ta không cần phải xác nhận danh tính, và anh em chỉ cần kết nối với ví là có thể giao dịch bình thường rồi. Cho nên là đối với nhiều ở Việt Nam thì anh em tiếp cận crypto nó vẫn đang dễ dàng tại vì chúng ta chưa có bị cấm đoán này kia, nhưng mà đối với nhiều quốc gia khác thì người ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn hơn chúng ta. Thì đối với người ta thì những cái sàn phi tập trung, những cái desk là cái lựa chọn tối ưu nhất. Cái thứ ba đó là các cái cập nhật gần đây của Uniswap, thì trong đó đáng kể nhất là cái việc mà Uniswap người ta đã tích hợp thành công với BNB Chain. Thì anh em biết là BNB Chain thì nó cũng là một trong những cái hệ sinh thái có TVL và cái lượng người dùng trung thành khá là lớn trong crypto, và có thể
nằm ở top đầu chỉ sau Ethereum thôi. Thì chính vì vậy với cái sự tích hợp này thì cái bản chất Uniswap người ta cũng được cái lợi khá là lớn và cũng chiếm được một cái dòng tiền và cái trading cái volume giao dịch lớn từ BNB chain. Và theo mình thì những cái yếu tố đó nó làm cho cái việc mà xảy ra cái sự kiện đó là cái volume giao dịch trên mà Uniswap nó đã vượt được Coinbase khá là nhiều. Nhắc đến những cái cập nhật của Uniswap thời gian gần đây, giống như anh Boson có đề cập là họ đã bắt đầu dịch chuyển sang BNB chain, một cái nền tảng blockchain tạm gọi là sân sau của Binance đi. Thì đây là cũng là một cái thông tin cập nhật rất là đáng chú ý của cái sàn DEX này. Tuy nhiên là trong thời gian không phải là một tháng đâu, nhưng mà là gần như là một tuần đổ lại đây thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái cập nhật đáng chú ý, những cái nâng cấp sản phẩm rất là đáng chú ý của các cái sàn DEX, không chỉ riêng của Uniswap mà còn rất là nhiều các cái sàn giao dịch phi tập trung trải dài trên nhiều cái hệ sinh thái blockchain khác nhau. Vậy thì theo anh Poseidon nha, là cái nâng cấp nào, cái phiên bản nào, cái cập nhật nào là đáng chú ý với những người đang gọi là quan tâm và muốn theo dõi cái thị trường DeFi này, ở những cái cập nhật sản phẩm nào là đáng chú ý riêng với cái mạng DEX này? Thì đối với những cái sàn DEX lớn thì mình thấy đúng là tuần này có một hai tuần gần đây thì những cái sàn có khá nhiều những cái thông tin quan trọng. Và điểm qua như là cái đây mấy ngày thì Uniswap thì nó ra thông báo về việc sẽ ra mắt một cái ví, một cái app của nó ở trên điện thoại, và hình như là đang triển khai test flight, tuy nhiên là chỉ đâu đó được 10.000 người dùng thôi hay sao á, mình nhớ không nhầm vậy, mình cũng chưa có dùng thử, thì cũng đang đợi cái này nó mở ra cho số đông gì xài thì mình cũng sẽ xài thử. Thì cái ứng dụng này thì nói chung anh em cứ hình dung nó là một cái ví của Uniswap, và nó sẽ tích hợp tất cả các cái tính năng của Uniswap, ví dụ như là chuyển lưu trữ token NFT, rồi chuyển token NFT, rồi nhất là trao đổi token NFT giữa cái mạng Ethereum với một số cái trong Ethereum, rồi với thêm một số cái mạng khác như là Polygon, Optimize, Arbitrum thì vân vân. Thì ngoài ra thì nó cũng có một cái tính năng mà Uniswap người ta đang quảng cáo, đó là lưu cái framework của cái ví thông qua cái mã hóa trên iCloud. Thì mình cũng chưa có trải nghiệm cái này, nhưng mà mình nghĩ nó cũng khá là hay, tại vì anh em biết là cái framework này thì cái việc lưu trữ nó như thế nào vẫn đang là một cái bài toán, mà nói chung là mỗi cá nhân sẽ có một lời giải khác nhau, có người thì viết ra giấy, có người thì xăm lên mình, xăm lên cơ thể luôn, có người thì lưu trên trong cái tệp guộc và cất ở trên máy tính. Nói chung là rất là nhiều cách lưu, nhưng mà cái mã hóa trên iCloud này nó cũng là một cái hướng đi mới. Mà theo mình thì cái Uniswap, cái cập nhật này của Uniswap nó quan trọng nha, tại vì nếu mà anh em để ý thì Uniswap hiện tại nó vẫn là cái DEX top 1 ở trong thị trường nói chung và trên Ethereum nói riêng. Thì hầu như các cái DEX khác nó không thể, kể cả trong thời điểm downtrend như này, nó không thể lấy được người dùng và volume của Uniswap, cực kỳ khó khăn. Nói chung nó vẫn đang là top 1. Thì với cái việc mà nó mở rộng, anh em trước đây đa phần xài Uniswap thì chắc cũng giống mình, tức là chủ yếu là mình xài trên máy tính thôi, còn trên điện thoại thì mình sẽ dùng những cái app của ví như là Trust Wallet, như là Coin98 này, như là MetaMask này. Nhưng mà cái thao tác nó sẽ gặp khá là nhiều khó khăn, tại vì nó không phải là của riêng Uniswap, chứ tức là anh em phải vào những cái ví đó, anh em kết nối với Uniswap thông qua cái trình duyệt web chẳng hạn, rồi sau đó anh em thực hiện các lệnh swap, thì nói chung nó không thân thiện với người dùng mấy. Thì hiện tại với cái app này thì mình nghĩ nó sẽ là một cái bước chuyển mình khá lớn của Uniswap, từ việc là đơn thuần là trước đây người ta chỉ tối ưu ở trên các cái trình duyệt web và trên laptop và máy tính thôi, thì giờ nó sẽ hỗ trợ người dùng tốt hơn ở trên smartphone và cái thị trường, và anh em biết là người dùng smartphone thì hiện tại hầu như ai cũng dùng smartphone hết, nhất là những cái nhà đầu tư mà tham gia vào thị trường crypto thì chắc chắn là không ai không biết smartphone. Thì đây là cái nó mở rộng thị trường và nó tiếp tục nó mở rộng cái tệp người dùng của nó khá là hiệu quả. Ngắt lời anh Poseidon một xíu, tức là hồi nãy anh Poseidon có chia sẻ về cái câu chuyện về phrase word, cái mã khóa, cái seed phrase á, thì
Anh em nào mà quan tâm đến cái khía cạnh là làm sao để trải nghiệm người dùng nó gần với lại những thứ mà chúng ta đã quen thuộc với Web 2 thì có thể tìm hiểu thêm về cái khái niệm là Account Abstraction, thì bọn mình cũng đã có một cái tập nói về cái từ khóa này, thì anh em có thể tìm lại và theo dõi nếu như mà quan tâm sâu hơn về cái khía cạnh là làm sao để cái trải nghiệm người dùng nó được đơn giản hóa và nó thân thiện hơn với người dùng. Rồi thì chắc là quay trở lại với cái câu chuyện về những cái nâng cấp của cái sàn DX đi. Vậy thì bên cạnh những cái thông tin của Uniswap, một cái sàn DX mà nó đã quá gọi là mình tạm gọi là từ gọi là thống trị, thì anh Poseidon có theo dõi những cái cập nhật đáng chú ý nào của các cái kẻ thách thức khác hay không? Thì mình thấy ok, mình thấy trong nói chung thì Uniswap khi mà nó cập nhật nhiều như vậy thì những cái sàn thẳng khác nó bắt buộc nó cũng phải tìm cách để nó đuổi kịp Uniswap thôi. Thì cá nhân Uniswap thì nó ra một cái cập nhật liên quan đến trải nghiệm người dùng, còn trong khi đó thì những cái sàn khác là PancakeSwap và Trader Joe thì nó lại ra mắt những cái cập nhật liên quan đến mặt kỹ thuật, và cái mặt kỹ thuật đó nó sẽ có tác dụng là giúp kéo thanh khoản nhiều hơn. Thì cụ thể là PancakeSwap thì nó ra mắt cái V3, thì cái V3 này thì đại loại là nó sẽ update cái phí giao dịch, tức là theo lời của PancakeSwap thì người ta sẽ có một cái phí giao dịch thấp hơn 25 lần so với cái phiên bản trước là V2. Thì cái phí này anh em hiểu nó là một cái dynamic fee, tức là cái phí nó có thể thay đổi tùy vào cái loại pool. Ví dụ như pool stablecoin nó sẽ có phí khác, pool cho Grab token nó sẽ có phí khác, pool cho các cái loại token biến động như ví dụ ETH, USDC chẳng hạn thì nó sẽ có cái phí khác, nhưng mà nó rơi vào đâu đó từ 0.01% cho đến 1% tùy vào cái loại pool. Cái pool nào biến động càng nhiều thì cái phí nó sẽ càng cao. Đúng rồi. Ngoài ra thì mình thấy là nó cập nhật nó cũng có cái theo cái hướng của Uniswap V3 cách đây khá lâu á, tức là nó sẽ chia thanh khoản ra làm nhiều cái vị thế và nhiều những cái range á. Thí dụ như ETH thì anh em có thể lựa chọn cung cấp thanh khoản đối với cái thời điểm hiện tại khi mà giá nó đang đi sideways trong 1.600 đến 1.800 chẳng hạn, thì anh em có thể tối ưu cái việc cung cấp thanh khoản của mình bằng cách lựa chọn cái range của cái phần cung cấp thanh khoản của mình nó chỉ rơi vào đó thôi, để cho cái phần thanh khoản đó nó được sử dụng nhiều nhất và từ đó nó thu ra được cái lượng phí lớn nhất. Mình có thể giải thích đơn giản như vậy. Thì đại loại là nó sẽ biến cái vị thế cung cấp thanh khoản của anh em thành một cái non fungible liquidity position, tức là một cái NFT á, dạng như một cái NFT á, và một cái vị thế thanh khoản nó sẽ là duy nhất. Và thí dụ như pool ETH USDC đi, anh em có thể anh em muốn cung cấp thanh khoản 5.000 đô chẳng hạn, anh em có thể chia 1.000 đô vào cái range này, 1.000 đô vào cái range khác, đó là, và anh em có thể chia ra 3-4 vị thế như vậy để nó tối ưu cái phần phí mà mình có thể nhận được. Thì đây là một cái gọi là chúng ta đối với Uniswap V3 thì người ta gọi là cung cấp thanh khoản phân mệnh, tức là cung cấp thanh khoản theo những cái range giá. Thì ý tưởng của nó là khá là như nhau. Thì ngoài ra có một cái chi tiết mình thấy cũng khá là thú vị, đó là PancakeSwap V3 thì nó sẽ có thêm một cái dịch cái này thì chưa ra mắt, nó chỉ ghi là coming soon thôi, tức là nó sẽ thêm vào một cái tính năng, đó là lệnh limit order, tức là em có thể đặt limit như các cái sàn set, tức là cái này thì nó cũng khá là cần thiết đối với người dùng hiện tại. Rồi thêm một cái yếu tố nữa là lock key để nhận giảm 5% phí giao dịch, thì cái này cũng khá là quan trọng, tại vì nó sẽ là một trong những cái yếu tố để cho giảm nguồn cung lưu thông của cây ở trên thị trường. Nó đi theo cái hướng khá là tương tự như Binance, tức là sử dụng BNB để giảm phí giao dịch, thì thay vì đó thì nó sẽ lock key để mà được giảm phí giao dịch. Thì 5% phí giao dịch là nó sẽ nhìn thì nó nhỏ, nhưng thực ra nếu mà anh em giao dịch liên tục, anh em có ví dụ như anh em ở Binance nó có hay có một cái trò là cuối năm nó tổng kết á, ví dụ như là năm rồi anh em giao dịch bao nhiêu á, thì anh em giao dịch spot thì có thể cái số con số nó chưa lớn, cho nên thử giao dịch future anh em sẽ thấy là lên kiểu mấy chục triệu đô hay là tỷ đô là bình thường, tại vì anh em không hình dung được cái volume mà anh em giao dịch là nó nhiều cỡ nào đâu, và cái phí nó bảo cái tài khoản chúng ta nhiều như thế nào đó. Thì cái việc mà giảm 5% phí giao dịch thì nhìn là nó nhỏ, nhưng mà thực ra nó sẽ tiết kiệm được một phần tiền khá lớn nếu mà chúng ta giao dịch thường xuyên ở trên PancakeSwap. Thì đó là những cái cập nhật liên quan đến PancakeSwap. Còn Trader Joe thì khá là hot gần đây rồi, tức là bởi vì nó
token nó pump x2, x3 gì đó trong vòng x2 trong vòng khoảng hơn một tháng, chưa đến một tháng. Thì lý do thì Trezo thì nó gần đây thì nó cũng ra mắt một cái cập nhật liên quan đến thanh khoản, đó là liquidity book, tức là ý tưởng của nó cũng giống như Uniswap V3 thôi, tức là cho phép người dùng cung cấp thanh khoản ở các cái khoảng giá cụ thể. Tuy nhiên nó còn chia nhỏ ra nữa, tức là thí dụ trong cái khoảng giá đó thì nó còn có thể cho phép chia cái khoản giá ra thành những cái giải giá nó nhỏ hơn, người ta gọi là cái bin. Và nếu như mà cái giao dịch của chúng ta rơi vào cái bin đó, cái khoản đó, thì nó sẽ được gọi là zero slip pay, tức là không bị trượt giá. Thì đây là một trong những cái cập nhật cực kỳ quan trọng của Trader Joe, và nó đã giúp Trader Joe hết sức thành công khi mà thu hút được một cái volume rất là lớn và token pump x2 trong vòng chưa đầy một tháng. Và dĩ nhiên là ở ngoài cái yếu tố là ra mắt cái liquidity book này, thì Trezo người ta cũng khá là khôn khéo khi người ta đưa ra những cái chương trình khuyến khích thanh khoản và mua cái dòng tiền sang bắt cái sóng Arbitrum khá là hợp lý, khiến cho cái volume giao dịch của Trezo nó cũng tăng đột biến nhờ cái Arbitrum này. Thì đó là những cái cập nhật mình thấy đáng chú ý nhất gần đây trên các cái sàn phi tập trung. Em thấy cái case của Trader Joe là một cái case nó cũng khá là đặc biệt. Ở cái thời điểm mà anh em mình ngồi thu cái podcast này thì hình như họ cũng mới ra một cái V, gọi là V2.1 thì phải. Một cái thì nó cũng là dựa trên cái nền tảng của cái liquidity book này thôi, nhưng mà họ có thêm bổ sung thêm, ví dụ như cái auto bull chẳng hạn, là một cái tính năng mà họ cho rằng là có thể gọi là giúp mình tùy chỉnh lại được cái vị thế. Tại vì chúng ta biết là khi mà cung cấp thanh khoản ở trong một cái range giá, đúng không, thì khi mà giá nó nhảy ra khỏi cái range đó thì chúng ta không nhận được cái fee, thì cái auto bull này nó sẽ giúp gọi là quản lý được những cái vị thế đó, nó chúng ta không phải thao tác quá nhiều. Rồi song song đó thì cái phiên bản V2.1 này thì nó cũng có một vài cái, ví dụ như là cái compound cái fee lại, tức là cái fee của chúng ta sẽ được gọi là gộp vào cái gốc á, để tiếp tục nó được sử dụng để nó farm thanh khoản và từ đó tăng được cái yield, tăng được cái lợi nhuận mà chúng ta có thể hưởng được. Thì chắc là cái đoạn này thì khi mà chúng ta nói khá là nhiều những cái nâng cấp của cái sàn DEX đi, thì có thể nhiều anh em sẽ hơi loạn một xíu, tại vì nó nhiều thông tin quá. Nhưng mà nếu như mà chúng ta bình tĩnh, chúng ta ngồi so sánh lại chẳng hạn, thì có vẻ hình như là các cái sàn DEX họ cũng đang bí ý tưởng chẳng hạn, tức là cái format của họ đâu đó nó sẽ hao hao cái V3 của Uni. Thì không biết là anh Roseen nghĩ sao về cái nhận định này, tại vì chúng ta thấy rõ ràng là sau khi mà Uniswap họ hết cái license, cái độc quyền về cái sản phẩm V3, thì khá là nhiều cái sản phẩm họ ra mắt cái phiên bản concentrated liquidity này. Thì không biết là anh Roseen nghĩ như thế nào về cái xu hướng này, tại vì có phải là những cái dự án này họ đang bí ý tưởng hay không, hay là có một cái lời giải thích nào đó cho cái động thái này của họ? Thực ra thì theo mình thì cũng không hẳn là bí ý tưởng, mà chẳng qua là vướng license của Uniswap, chứ không, thực ra mấy cái này chắc là nó đã làm đâu đó 1-2 năm trước rồi. Tại vì anh em nên hiểu là cái mô hình của DEX hiện tại thì nó là theo cái mô hình cái đường cong x nhân y bằng k, tức là đa phần người ta hoạt động cái mô hình mà AMM nó theo cái dạng đó. Thì đối với cái dạng cái mô hình mà được công như vậy thì chúng ta khó có thể tối ưu được cái thanh khoản bằng cách nào khác ngoài cái việc đó là cố định cái cho phép cung cấp cái thanh khoản theo cái range giá như vậy. Và đó hầu như là cái hướng đi, tại vì trước đây đa phần người ta phát triển cái AMM DEX theo cái hướng đó, do đó bây giờ nếu mà để mà tối ưu thanh khoản thì cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đó là đi theo cái con đường mà Uniswap đã làm, tức là chia nhỏ thanh khoản ra thành các cái khoản giá và cho phép người ta cố định cái phần cung cấp thanh khoản của mình lại. Thì anh em có thể thấy là Uniswap nó đã V3 nó đã hết sức thành công, bởi vì sau khi nó ra mắt cái câu chuyện đó thì hầu như trên Ethereum chúng ta bỏ qua về Curve là một cái pool nó chuyên về stablecoin thì chúng ta không tính. Thì Uniswap nó chiếm hơn đến, theo mình nhớ cái con số mà mình vừa research ở trên DeFi, trên Dun Analyst, thì Uniswap nó chiếm hơn 54% cái market size của cái mạng DEX, của cái volume DEX này. Thì anh em có thể tưởng tượng là trong hàng chục, thậm chí bây giờ có thể là hơn hàng trăm DEX đang hoạt động rồi, thì Uniswap nó chiếm đến hơn 54%, là con số cực kỳ khổng lồ. Thì cái điều đó nó chứng minh được rằng là
Anh em phải hiểu một cái sàn giao dịch thì cái điều quan trọng nhất của nó chính là thanh khoản. Ở như Binance hiện tại nó thu hút người dùng bởi vì nó có làm được, ngoài cái câu chuyện là nó có nhiều cái sản phẩm như Launchpad, Launchpool bổ trợ, rồi saving, rồi farming các thứ để mà rồi NFT đó, thì đó là những câu chuyện ngoài lệ thôi. Thực ra người ta thích Binance là bởi vì người ta có thể giao dịch được khối lượng lớn với nhiều cặp giao dịch ở trên này. Anh em cứ tưởng tượng với cái thanh khoản ví dụ như 100.000 đô, 200.000 đô đi, anh em đặt một cái lịch mà trade và volume nó chỉ cái đâu đó khoảng vài ngàn đô thôi, anh em đã thấy nó rất là lâu khớp rồi và nó rất là khó chịu rồi, và cái trượt giá anh em phải chịu nó rất là lớn nếu mà anh em sử dụng cái lệnh market. Tuy nhiên thì Binance nó làm được câu chuyện là nó làm dày thanh khoản, và hầu như bất kỳ dự án nào người ta cũng muốn chuyển lên Binance là vì vậy. Tại vì khi mà anh thanh khoản lớn á, thì anh sẽ thu hút được người dùng. Khi anh có người dùng á, thì những cái dự án nó lại muốn list lên trên đó để nó tận dụng được cái hệ sinh thái của anh. Anh có sẵn người dùng rồi mà, khi mà nó list lên nó chỉ cần hot hot chút thôi. Đó, thí dụ như những cái con hot hot gần đây như Optimize, Arbitrum nó đều chọn list trên Binance luôn. Thì khi mà có người dùng rồi thì người dùng người ta lại tiếp tục đổ vào FOMO những cái con đó thì thanh khoản nó lại tiếp tục tăng. Ví dụ vậy, đó là một cái flywheel cho các cái mô hình sàn nói chung, và DEX nó cũng vậy, Uniswap nó cũng tương tự như vậy thôi. Nó đang làm tốt câu chuyện thu hút thanh khoản, và những cái thằng khác nó muốn cạnh tranh thì bây giờ nó có hai lựa chọn thôi. Một là nó phải nghĩ ra một cái công nghệ nào mới, hai là nó phải học theo Uniswap. Thì theo mình thì cái công nghệ mới hiện tại nó cũng hầu như là mình cũng chưa thấy cái giải pháp nào mà nó tối ưu hơn cái giải pháp của Uniswap. Chính vì vậy là đa phần các cái sàn nó sẽ phải bắt chước cái này, và dĩ nhiên thời điểm này là tại sao thời điểm này mới bắt chước là bởi vì như Nguyên nói thì những cái liên quan đến bản quyền của cái V3 hiện tại nó mới hết và người ta mới có thể sử dụng được cái này. Tuy nhiên thì anh em thấy là Trader Joe người ta cũng đã cố gắng thêm thắt một cái gì đó ở trong cái ý tưởng của người ta, tức là chỉ còn sau khi chia nhỏ ra thì tôi còn chia nhỏ hơn nữa để tôi làm cái Zero Slip Pay. Thì đây cũng là một cái ý tưởng khá là hay, mặc dù về mặt công nghệ thì thực ra nó vẫn thế thôi, chứ nó không phải là, nó vẫn là cái khung giá thôi, nhưng mà nó không phải là một cái gì nó quá hay, nhưng mà nó cũng là một cái sự cố gắng của Trader Joe. Rồi ngoài ra thì mình cũng có thấy một số cái sàn nó có ý tưởng khá là hay nhưng mà nó lại không phải là DEX đơn thuần, ví dụ như Gmx chẳng hạn. Gmx thì cái cung cấp thanh khoản của nó là theo kiểu anh em cứ hình dung là nó sẽ là cái thanh khoản của nó sẽ là chia ra thành từng pool riêng, nhưng mà khi mà người dùng cung cấp thanh khoản xong thì nó sẽ trả cho người ta cái GLP á. Thì GLP nó đại diện cho toàn bộ những cái thanh khoản ở trong giao thức. Nói chung là khi mà anh em cung cấp thanh khoản trong đó, kiểu anh em đang đầu tư vào cái rổ index á, của cái nhiều loại coin á, thì và nó có cơ chế cái giao dịch của trên Gmx thì nó đặc biệt cái là nó không có xài cái, nó không có tính tỷ giá dựa trên volume hay là dựa trên cái pool, mà nó tính theo oracle, tức là thằng trên link nó bảo một ETH bằng 1.600 USDC chẳng hạn, thì em bán 6 ETH anh em phải được 6 × 1.600, nó là như vậy thôi. Còn cái việc trượt giá hay là rebalance lại cái pool đó thì đó là cái việc của giao thức. Đó, thì nhưng mà mô hình của Gmx thì nó cũng có những cái nhược điểm của nó, tại vì nó với cái mô hình như vậy thì nó làm cho cái nhà cung cấp thanh khoản người ta chịu quá nhiều rủi ro, thì nó sẽ phải đền bù bằng cái việc đó là chia thưởng nhiều hơn. Thì cái này nó hơi lan man, thì chắc là có lẽ là anh em có thể tìm đọc thêm cái bài về cái Gmx này ở trên Coin68, thì mình cũng nói thêm một chút như vậy. Nhưng mà thực ra thì đối với những cái DEX truyền thống, theo cái mô hình truyền thống thì cái công nghệ của Uniswap hiện tại nó vẫn đang là tốt nhất và nó đã chứng minh được cái hiệu quả, thì không lý do gì mà nó phải nghĩ cố gắng tìm ra một cái khác làm gì nữa hết, nó chỉ bắt chước thôi. Thì nói chung là cũng hơi nói là bí ý tưởng thì cũng đúng thật, tại vì chắc là có một cái mà CX người ta làm được mà DX hiện tại vẫn đang cố đi tìm, đó là cái limit order, tức là đặt để chờ cho lệnh nó khớp. Thì hiện tại các cái DX thì họ vẫn chưa giải quyết được, họ đã đề xuất một vài cái giải pháp nhưng hiện tại vẫn chưa thấy một cái phương án nào nó đã đi vào hoạt động. Thì cái này chúng ta có thể theo dõi thêm, tại vì cái việc mà giao dịch ở trên DX đó, chúng ta thấy là cái trải nghiệm khi mà phải mua một cái lệnh market thì nó cũng hơi bất tiện một xíu, tại vì nhiều khi tôi không muốn mua market thì sao, nhiều khi tôi để một cái khoản giá để chờ nó khớp thì sao, thì cái này nó cũng hơi bất tiện là như vậy. Thì không biết là từ góc nhìn của anh Poseidon thì cái sự dịch chuyển của người dùng từ CX sang DX thì nó đang có cái rào cản nào hay không,
Và tại vì rõ ràng là CX và DX thì nó đều có cái lợi và nó có cái bất cập của nó, thì cho nên là người dùng sẽ đều phải, bất cứ người dùng tham gia đầu tư thì sẽ đều phải balance giữa hai cái phương thức này. Tuy nhiên là trong cái quá trình mà một cái người dùng mà họ đang quen với CX chẳng hạn, và họ muốn đa dạng hóa cái cách tiếp cận của mình và họ muốn thêm DX vào trong cái phương pháp đầu tư của mình, thì đâu là cái rào cản khi họ muốn thực hiện cái sự dịch chuyển đó? Thì theo mình cái lớn nhất nó vẫn là câu chuyện về trải nghiệm người dùng thôi, và cái một phần đó là giáo dục và educate cái hành vi của người dùng thôi. Tại vì hầu như chúng ta đã quá quen với việc xài cái set rồi, tại vì nó khá là thuận tiện ở trên cả laptop lẫn trên điện thoại, và mặc dù nó tập trung thật, mặc dù là nó có vẫn có những cái rủi ro, thí dụ như cái sự kiện của FTX chẳng hạn, nhưng mà cái đó hầu như nó rất là hiếm khi xảy ra, và đa phần là chúng ta vẫn cảm thấy yên tâm hơn khi mà cái lỡ có vấn đề gì đi thì chúng ta vẫn được một bên nào đó người ta chịu trách nhiệm và support cho chúng ta. Nhưng mà đối với set thì đối với DEX thì nó lại có hai vấn đề. Thứ nhất là câu chuyện của trên DEX thì khi mà anh em sử dụng DEX, anh em cần phải có cái kiến thức nó tốt hơn, và anh em cần phải chịu được, tại vì chúng ta phi tập trung mà, cho nên chúng ta phải tự chịu trách nhiệm về những cái action của mình. Thí dụ như tại sao tôi swap cái con này, rõ ràng tôi thấy là tôi ra swap giá này mà sau khi tôi swap xong giá nó lại mất đi mấy chục phần trăm, tôi tự nhiên tôi thấy luôn tôi lỗ mấy chục phần trăm. Cái đó là câu chuyện rất là bình thường ở trên DEX. Hoặc là thí dụ như con này mới ra mắt đi, tôi muốn FOMO cái tự nhiên tôi đu đỉnh luôn và không bao giờ về bờ luôn. Cái đó rất là bình thường ở trên DEX thôi, tại vì đó là nó mang tính design rất là nhiều, và anh em đòi hỏi anh em phải có một cái gọi là độc lập ra quyết định và phải tự chịu trách nhiệm, tại vì sẽ không ai support cho anh em câu chuyện đó, trừ khi cái lỗi nó xuất phát từ cái pool hoặc là từ cái định tuyến của sàn thì người ta mới đền bù cho chúng ta thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta không có cẩn thận thì cái đó chúng ta phải chấp nhận cái câu chuyện đó. Rồi chưa kể ví dụ như những cái bên thứ ba mà nó có thể tấn công, gọi dùng từ tấn công thì cũng không hẳn, nhưng mà nó có thể trục lợi từ những cái action của chúng ta ở trên cái DEX, ví dụ như là MEV chẳng hạn. Là một cái dàn tấn công nó anh em có thể theo dõi Coin68 có thể đọc cái tin là cái gì, ông gì mà ông swap USDC swap gì à, tự nhiên mình lại quên béo mất. Nói chung là ông swap 2 triệu đô về còn mấy chục đô đúng ta, nhớ không nhầm là vậy. Là vì ông thứ nhất là nói chung là đại loại là cái là MEV bot nó tấn công và nó ăn cái chênh lệch đó, thì đó là cái chúng ta phải chấp nhận ở trên trên net thôi, và không biết kêu ai được, rất là khó để cho nhận được những cái support hoặc là đền bù từ cái đó. Thì đó là câu chuyện về cái trải nghiệm người dùng và cái giáo dục cái educate cái hình dung của người dùng. Rồi cái trải nghiệm người dùng thứ hai đó là anh em thấy là cái DEX hiện tại nó vẫn đang khá là bất tiện như mình nói đó, thì không có limit order, không có những cái bổ trợ tốt như những cái set, ví dụ như quản lý portfolio rồi theo dõi portfolio một cách tự động, rồi đa dạng hóa trong cái cách đặt lệnh hoặc là quản lý vốn một cách tốt hơn, thì những cái đó set nó không có, và chúng ta làm những câu chuyện nó hầu như là thủ công và phải theo dõi thường xuyên, đặt những cái mốc giá ở trên các cái biểu đồ và phải theo dõi thường xuyên. Ví dụ nó về cái giá chúng ta mong muốn thì chúng ta phải lùi cùi bỏ giày chúng ta vào mua, thì nó cũng khá là phiền thì nhiều lý do, cho nên là rồi chưa kể những cái lý do nó liên quan đến câu chuyện là bảo mật của ví đó. Thí dụ như anh em có thể trong quá trình anh em sử dụng, anh em để tiền trong đó, nhưng mà anh em lỡ mà chúng ta approve vào một cái smart contract nào đó nó không có legit, và sau này nó bị tấn công hoặc một giao thức nào đó bị tấn công, khai thác lỗ hổng và chúng ta bị mất tiền, thì nói chung rủi ro nó vẫn có. Thì chính vì vậy là cái đó là cái trở ngại giữa cái câu chuyện của DEX và SET, nó cũng là cái câu chuyện chung của Web 2 và Web 3.0 thôi. Và mình tin là cái này thì từ từ người ta sẽ khắc phục được. Và như mình nói hồi nãy thì Uniswap nó cũng đang ra những cái update nó liên quan đến thuần đánh vào trải nghiệm người dùng. Tại vì thanh khoản bây giờ nó đang làm tốt rồi, nó không cần làm câu chuyện đó tiếp nữa. Thì nó đang cố gắng nó giáo dục người dùng bằng cách đó là đưa ra những cái app ở trên điện thoại và cải thiện cái trải nghiệm người dùng tốt hơn. Thì đây cũng là những cái mà chúng ta có thể theo dõi để chúng ta tiếp tục, mà kỳ vọng là DEX nó sẽ ngày một tốt hơn, và nó sẽ
Và những cái dự án ở những cái dự án DEX thì nó sẽ có những cái cơ hội đầu tư mới cho chúng ta trong thời gian tới. Thực sự ra thì cũng khá là tò mò một cái câu hỏi này, nó cũng hơi mang tính gọi là góc nhìn cá nhân thôi. Đó là anh Poseidon, tất nhiên là DEX nó là một cái mạng vô cùng quan trọng ở trong thị trường. Tuy nhiên là nãy anh Poseidon có nhắc đến cái câu chuyện là cơ hội đầu tư, vậy thì anh Poseidon đang đặt cái mảng DEX này nó ở cái ưu tiên là hạng bao nhiêu, tức là hạng 1, hạng 2, hạng 3, thì cái DEX này nó đang ở cái ưu tiên thứ mấy trong cái danh sách theo dõi của anh Poseidon? Chúng ta nói rất nhiều đến những cái cập nhật này ha, những cái sự thay đổi trong suốt một cái chặng đường nó cũng khá là gọi là bấp bênh của thị trường, thì chúng ta nhìn rõ được cái sự thay đổi đó từ cái sàn DEX rồi, nhưng mà rõ ràng là cái cơ hội để một cái retail investor khi mà họ theo dõi những cái DEX này, cái mạng DEX này nó là cái gì? Nói chung nếu mà xếp theo cái thứ tự ưu tiên thì em cứ hình dung DEX nó nên, thí dụ như chúng ta nói về câu chuyện theo hệ sinh thái đi, thì nếu như cái layer là cái lớp nền tảng thì thằng DEX nó sẽ là cái ưu tiên thứ hai mà em cần phải cân nhắc, tại vì như mình nói về layer rồi thì chúng ta phải nói về dòng tiền, và dòng tiền nó chỉ có thể thu hút và nó có thể ở lại khi mà các cái sản phẩm trong đó nó hoàn thiện thôi, và DEX là hầu như nó quan trọng nhất, tại vì DEX nó là nơi mua bán giao dịch mà. Và nói chung đó, anh em thấy người ta hay ví nó như cái chợ đó, tức là thành phố lớn thì nó có các cái trung tâm thương mại lớn, thành phố nhỏ thì nó cũng có các cái chợ đầu mối, rồi ở làng thì nó vẫn có những cái chợ của nó, tại vì chợ cái desk nó hoặc là không thể thiếu. Và anh em có thể thấy là hầu như hệ sinh thái nào nếu mà nó tăng trưởng thì những cái desk trong đó nó cũng đều được hưởng lợi. Và gần đây như là Arbitrum hay là Zcashin hay là Optimize thì nó cũng y chang như vậy, nó không khác gì hết đó. Vấn đề ở đây là tại vì hiện tại nó khó cho chúng ta một chỗ, đó là bởi vì hệ sinh thái layer 1 và layer 2 hiện tại nó quá nhiều, cho nên là anh em có thể gặp khó khăn trong câu chuyện nhận biết là dòng tiền nó đang đổ về đâu để mà chúng ta đầu tư thôi, chứ còn thực ra DEX nó luôn là một cái mạng hết sức là quan trọng. Ví dụ như mình cũng chia sẻ thật luôn là bản thân mình vẫn đang mua và nắm giữ Uni một phần không lớn lắm, nhưng mà vẫn có, tại vì mình cảm thấy Uniswap nó vẫn đang làm tốt, nói chung làm tốt, khá tốt về mặt câu chuyện sản phẩm và cái phát triển dự án. Nó chỉ có đang gặp khiếm khuyết ở chỗ đó là cái UK của Uni thôi, nó chưa có cái capture được giá trị tốt về cho Uni holder. Thì tuy nhiên thì mình nghĩ là trước sau nói chung là anh em cũng phải hiểu cho tụi này là bởi vì nó công ty nó ở Mỹ nên nó cũng bị vướng khá nhiều liên quan đến luật pháp của Mỹ, kiểu như nó không cho phép chia lợi nhuận cho Uni holder được. Thì cái này mình nghĩ là trong thời gian tới thì nó cũng sẽ có những cái thay đổi. Thì nói chung anh em cứ hình dung là DEX nó rất quan trọng, là anh em muốn đầu tư vào hệ sinh thái thì anh em ngoài cái việc là anh em để mắt đến cái token, cái coin, đồng coin gốc của hệ sinh thái thì anh em nên tập trung vào DEX, và có thể thêm vào đó một chút là lending, nhưng mà DEX hầu như là cái mạng đầu tiên mà bắt buộc phải có. Kể cả khi là chúng ta vào một cái hệ mới nó chưa có token và chúng ta đang sang Aerox chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải đi kiếm cái DEX đầu tiên, đúng không? Đúng rồi. Ví dụ như là chúng ta đang sang một cái retro ở trên một cái layer 1, layer 2 mới nào đó, nhưng mà chúng ta không, tức là khi mà vào thì chúng ta phải tìm ngay là cái DEX nó là cái gì, chúng ta kết nối vào và sang Aerox thông qua cái DEX đó, thì nó gần như là một trong những cái những thứ mà đầu tiên mà người dùng sẽ phải tiếp cận. Rồi thì tập podcast tuần này thì mình nghĩ là nó không thiên quá nhiều về câu chuyện là giá cả đâu, và vẫn như thường lệ thôi thì DeFi Discussion sẽ luôn nói về những cái câu chuyện nó mang tính cốt lõi hơn và nó mang tính chất là hạ tầng nhiều hơn. Tuy nhiên là mình tin là những cái thông tin ở trong tập podcast tuần này thì đâu đó nó vẫn sẽ mang lại những cái góc nhìn thú vị cho mỗi cá nhân, cho mỗi anh em đang theo dõi. Thì rất là cảm ơn anh Poseidon đã dành thời gian đến với DeFi Discussion lần này, một cái buổi trò chuyện mà em nghĩ là khá là nhiều thông tin hữu ích, cũng như là những cái góc nhìn nó rất là cặn kẽ, rất là đa chiều. Thì không biết nói gì hơn, cảm ơn anh Poseidon một lần nữa đã đến với DeFi Discussion lần này. Và bây giờ sẽ là lời chào của anh Poseidon gửi đến các bạn đang nghe ha. Cảm ơn Nguyên, thì cũng rất vui khi được chia sẻ những cái research của bản thân mình và được trao đổi với Nguyên cũng như là anh em ở trong cộng đồng về những cái nhận định liên quan đến thị trường crypto và DeFi. Thì mình cũng
nói chung cũng không biết nói gì hơn, thì chúc anh em một cái tuần làm việc nó nhiều năng lượng và gọi là thành công đi ha. Và chúng ta sẽ nếu được thì anh em có thể tham gia vào những cái cộng đồng của Formosa PA hay là Coin68 để chúng ta thảo luận với nhau nhiều hơn về crypto và DeFi. Rồi hẹn gặp lại anh em trong các cái podcast tiếp theo. Ok, hẹn gặp lại anh em trong DeFi Discussion tuần tiếp theo với những topic thú vị xoay quanh thị trường crypto và thị trường DeFi ha.